Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống và làm việc theo pháp luật của Đài Hà Nội. Mở đầu chương trình là những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Bộ Công Thương mới đây vừa đưa ra phương án về việc sửa đổi cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Về cơ chế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN sẽ tính toán giá bán lẻ điện bình quân dựa trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện, kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện. Cụ thể, trường hợp giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, EVN có trách nhiệm giảm giá ở mức tương ứng, lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để kiểm tra giám sát. Đáng chú ý, thời gian điều chỉnh giá điện bình quân tối thiểu được rút ngắn còn 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất, trong khi quy định hiện hành là 6 tháng. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại ô tô, rơ móc, sơ mi rơ móc và các loại xe tương tự ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước sẽ giảm 50%. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp kích cầu thị trường tiêu thụ ô tô và các doanh nghiệp sản xuất tháo gỡ khó khăn trong nửa cuối năm. Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trong nửa cuối năm nay có thể làm giảm thu ngân sách từ 8.000 đến 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi nhu cầu mua tăng cao, nguồn thuế thu được cũng được kỳ vọng sẽ tăng lên. Ước tính năm nay, tổng số thuế được gia hạn khoảng 11.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Thông tư 06/2023 sửa đổi bổ sung Thông tư số 39/2016 ngày 30 tháng 12 năm 2016 không siết điều kiện cho vay đối với khách hàng mà đã tháo gỡ rất nhiều nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần cung ứng thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế. Theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng hiện hành, khách hàng vay vốn phải đáp ứng 3 điều kiện, gồm mục đích vay vốn hợp pháp, có phương án sử dụng vốn khả thi, có khả năng tài chính để trả nợ. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, đây là các điều kiện vay vốn tối thiểu mà khách hàng phải đáp ứng theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng. Thông tư 06 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 07/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018 quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đối với hàng hóa là phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại, giấy in tiền, mực in tiền, phôi chống giả để sử dụng cho tiền, ngân phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá khác thuộc ngành ngân hàng phát hành và quản lý, cơ sở in, đúc tiền căn cứ hợp đồng in, đúc tiền giữa cơ sở in, đúc tiền với Ngân hàng Nhà nước để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ có văn bản xác nhận việc cơ sở in, đúc tiền, nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước theo hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức văn bản khác giữa cơ sở in, đúc tiền và đơn vị cung cấp hàng hóa. Khi làm thủ tục nhập khẩu, cơ sở in đúc tiền gửi cơ quan hải quan một bản chính văn bản xác nhận của Ngân hàng Nhà nước kèm hồ sơ hải quan theo quy định pháp luật. Thông tư 07/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi của biên tập viên Thái Trọng và tiến sĩ Khuất Thị Thu Hiền trong mục Đúng Sai để tìm hiểu những quy định của pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động. Kính thưa quý vị và các bạn, có nhiều trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Tùy từng trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động mà pháp luật quy định về việc có phải báo trước cho nhau biết hay không, cũng như mức thời gian phải báo trước. Trong mục Đúng hay Sai ngày hôm nay, tiến sĩ Khuất Thị Thu Hiền, khoa luật, Trường Đại học Lao động Xã hội sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật xung quanh vấn đề này. Xin được chào tiến sĩ Khuất Thị Thu Hiền. Vâng, xin chào Thái Trọng, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Trước khi bước vào cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin mời tiến sĩ. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một clip tình huống sau đây. Chị N làm việc tại công ty Z theo hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm. Nay hợp đồng hết hạn, hai bên chấm dứt hợp đồng lao động. Chị N rất băn khoăn, không biết như vậy là đúng pháp luật hay chưa. Thưa tiến sĩ, trong trường hợp này hai bên chấm dứt hợp đồng lao động như vậy là đúng hay sai ạ?
ở trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là hai bên chấm dứt hợp đồng lao động mà cái lý do mà hai bên chấm dứt đó là hợp đồng lao động hết hạn. Thì cái việc chấm dứt đó là hoàn toàn đúng. Bởi vì là đây là một trong những trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại điều 34 của Bộ luật Lao động năm 2019 hiện hành. Thưa tiến sĩ, là trong trường hợp này trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thì hai bên có phải chuẩn bị gì không ạ? Trong cái trường hợp này thì mặc dù là người sử dụng thì có quyền là chấm dứt hợp đồng với người lao động bởi vì hợp đồng hết hạn. Thế nhưng mà trước khi chấm dứt thì vẫn phải thực hiện cái thủ tục đó là phải báo trước cho người lao động đó biết. Thưa tiến sĩ, trong trường hợp nào mà khi hợp đồng lao động đã hết thời hạn nhưng công ty vẫn phải tiếp tục sử dụng lao động đó mà không được chấm dứt hợp đồng lao động ạ? Với cái câu hỏi này của Thái Trọng thì tôi có thể hiểu là ý Thái Trọng muốn hỏi là có nghĩa là khi mà hợp đồng lao động hết hạn. Đúng rồi ạ. Thì bình thường ra là hai bên sẽ chấm dứt giống như cái tình huống vừa rồi đúng không? Dạ vâng, đúng ạ. Thế nhưng mà liệu có cái trường hợp nào mà hợp đồng hết hạn như vừa rồi nhưng mà lại không được chấm dứt hợp đồng với người lao động đúng không? Vâng, đúng ạ. Mà vẫn phải tiếp tục sử dụng người lao động đó. Vâng. Thế thì có cái trường hợp như thế đấy. Vâng. Đó là cái trường hợp mà nếu như người lao động đó mà họ lại là thành viên của ban chấp hành của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Ví dụ như là họ là thành viên của ban chấp hành công đoàn ở trong cái doanh nghiệp đó. Thế và tại cái thời điểm hợp đồng hết hạn thì nếu như đối với những người lao động bình thường ấy, thì có thể chấm dứt hợp đồng với họ được. Nhưng mà đối với người là thành viên ban chấp hành của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, ví dụ như là của ban chấp hành công đoàn cơ sở như mà tôi vừa nói đấy. Thế và tại thời điểm đó thì nhiệm kỳ của họ lại chưa hết. Bởi vì chúng ta biết rồi, họ là thành viên của ban chấp hành thì họ được tập thể lao động bầu và nó có cái thời hạn của nó có cái nhiệm kỳ của nó. Thế và tại cái thời điểm hợp đồng hết hạn đó và cái nhiệm kỳ của họ lại chưa hết thì trong trường hợp này người sử dụng không được chấm dứt hợp đồng với người lao động đó mà phải kéo dài thời hạn hợp đồng cho đến hết cái nhiệm kỳ của người lao động đó. Vâng ạ, xin được cảm ơn tiến sĩ về những thông tin vừa rồi. Hy vọng những giải đáp vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức pháp luật khi gặp phải tình huống tương tự. Như thường lệ, trong phần cuối chương trình ngày hôm nay sẽ là một câu hỏi kiến thức dành cho khán giả. Ông A đang vận hành một xưởng sản xuất nước tương. Thấy mọi người thích các thương hiệu nước tương nổi tiếng X, Y, Z, nên ông A đã thu mua rất nhiều vỏ chai cũ của các thương hiệu này về làm sạch rồi bơm nước tương của mình vào để đem bán. Vậy hành vi của ông A có xâm phạm quyền đối với các thương hiệu X, Y, Z hay không? Chương trình Sống và Làm Việc theo pháp luật hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.